Em xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà một cái mẫu của con cầu. Đây à. Mẫu con cầu. Cái đây là vòng cầu một khối như cả nhà. Đây, em quay ở dưới đây à. Đây vòng cầu một khối như cả nhà. Đây. Vòng cầu một khối cách nút cao à. Ở đây à. Đây là nút xả nha cả nhà. Đây, ở trong đây là cách nước à. Đây. Em mở trong đây cho mọi người xem đi. Đây. Đây là dây cắt của con cầu như cả nhà. Dây cắt. Đây là nắp đóng êm nha cả nhà, nắp đóng êm à. Đây. Nắp đóng êm. Men sứ phủ nano, dễ vệ sinh, dễ chứa rửa nha cả nhà. Đây à. Bồn cầu cát nước cao. Đây. Một khối. Rất là sẽ dễ xài nha cả nhà. Cái đây dành cho nhà vệ sinh nhỏ nhỏ cũng được nha cả nhà. Vệ sinh nhỏ nhỏ mình xài cái này vẫn được, vẫn ok nha cả nhà nha. Đây à. Quay giúp cho mình xem có. Rồi. Em cảm ơn cả nhà mình đã xem bài.